Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái đóa hoa sen vào cái nụ hoa và thêm đó là cái cánh lá hoa sen nha mọi người. Trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi một mi. Thì ở đây mình ở nhà mình có sẵn sợi len này và len cu tông Nhật, thì nó hai loại khác nhau nhưng mà cái sợi nó đồng một cỡ đó, nên mình sẽ sử dụng được để mình móc cái phần hoa sen này nha mọi người. Thì cái màu xanh mình sẽ móc lá và cái màu hồng này mình sẽ móc cái phần hoa sen. Các bạn có thể móc màu trắng hoặc là màu hồng hồng kia cũng được. Cái này kiểu giống như là không phải là cái hồng giống như hoa sen nhưng mà mình vẫn làm được nha. Đó, và mình ở đây mình sẽ sử dụng kim 1.25 để cho cái cánh nó được hơi cứng một chút xíu. Các bạn không nên móc cái kim quá lớn. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai loại kẽm, một là loại kẽm nẹp ở trong phần cánh. Ở đây mình đã móc được một cái cánh hoa sen này nè. Mình sẽ nẹp cái kẽm mỏng nhỏ này ở phía trong. Đó, các bạn lại những cái tiệm mà bán nguyên liệu các bạn nói cái loại kẽm để nẹp bôi trong bông đó, thì người ta sẽ đưa kẽm này. Và một cái loại kẽm nữa là để làm cái thân, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái kẽm bự, kẽm to để cho nó cứng cáp cái phần thân bông sen nha. Cái đó thì mình để sau đi. Đây, những cái đoạn kẽm nhỏ là mình cắt sẵn từng đoạn để mình nẹp vô trong cái phần cánh hoa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc vào cái phần cánh hoa sen thứ nhất, đó là cái cánh nhỏ như mình đang móc sẵn là một cánh nè. Mình sẽ móc và tổng cộng là có 5 cánh nhỏ như vậy. Bây giờ chúng ta trước mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần này trước. Cái cánh nhỏ thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái công thức của phần cánh nhỏ. Ở đây mình viết theo cái ký hiệu của mình thôi. Chữ X là chữ mũi đơn, chữ T là mũi nửa kép, chữ F là mũi kép và chữ như thế này của mình ký hiệu là chữ mũi kép đôi. Mũi kép đôi nha mọi người. Kép đôi. Chữ T là mũi nửa kép. Rồi chữ F là mũi kép đơn. Đó. Rồi chữ này là mình sẽ tăng mũi một chân thành 3 mũi nửa kép. Đó. Thì mình cũng có viết như vậy. Các bạn chụp lại màn hình cái phần cánh nhỏ nhất đi, rồi sau đó khi nào móc tới cánh thứ hai mình hả bắt đầu chụp lại nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cánh nhỏ nhất. Này, mình sử dụng màu này để làm cái phần hoa sen. Ở đây thì các bạn sẽ lên cho mình 19 mũi bính. Làm một mũi chốt trước nè, các bạn lên 19 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 19 mũi bính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào cái hàng thứ hai. Là các bạn sẽ bỏ một chân, móc chân kế tiếp cho mình làm một mũi đơn nè. Tiếp tục 2 mũi đơn ở chân kế tiếp. 3 mũi đơn, có nghĩa là 3 chân liên tiếp là mỗi chân một mũi đơn. Sau đó là móc mũi nửa kép, các bạn sẽ quấn vòng dây qua móc mũi nửa kép, móc xuống chân kế tiếp, kéo lên như thế này và kéo qua luôn. Đó là mũi nửa kép. Móc cho mình 2 mũi nửa kép liên tiếp. Rồi tiếp tục là 2 mũi kép. 2 mũi kép là chữ F rồi ha. Các bạn sẽ quấn vòng dây qua cũng đâm như vậy, nhưng mà khi này các bạn sẽ bóc qua hai mũi phía dưới, sau đó mới kéo thêm một lần lên phía trên nữa. Rồi mũi kép đôi nè, 6 mũi kép đôi, quấn hai vòng dây trên kim, các bạn móc vô cái chân kế tiếp cho mình như thế này, móc qua một mũi, tiếp tục kéo dây móc mũi thứ hai và móc qua bên đây. Các bạn móc cho mình 6 mũi như vậy.
6 mũi. Sau khi móc xong 6 mũi này, các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 2 mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn, tiếp là 2 mũi nửa kép. Rồi cái mũi bính cuối cùng này các bạn sẽ móc vô cho mình 3 mũi nửa kép. Các bạn sẽ quay xuống móc vô cái chân đối lập của nó lại là 2 mũi nửa kép liên tiếp. Tiếp theo là 2 mũi kép. Ở đây thì từ điểm này đi xuống, các bạn sẽ móc đối xứng với phần mũi phía bên tay mình vừa móc nha mọi người. Bên phía bên đây mình vừa móc. Đó, là từ đây xuống đến đây thì là 6 mũi kép đôi nè. Này, đủ 6 mũi kép đôi. Tiếp theo là 2 mũi kép đơn. Kế tiếp nữa là 2 mũi nửa kép. Và sau cùng là 3 mũi đơn. 1 nè, 2, và ngay đỉnh đầu này là một mũi nữa, là 3 mũi nè. Đó, như vậy là mình đã xong được cái hàng thứ nhất của cái phần lên lá rồi. Ở đây mình hay ghi hàng thứ hai là do mình hàng một là mình để hàng bính nên mình hàng hai nha mọi người. Rồi bây giờ các bạn sẽ mũi giờ qua cái chân bính đầu tiên phía này, móc một mũi trượt qua như thế này để kết thúc cái hàng thứ nhất. Lên cái hàng thứ hai, trước khi lên các bạn sẽ để một cái phần kẽm nẹp vô. Đây các bạn sẽ để nó như thế này, để phía dưới cái kim nha. Các bạn móc lên một bính. Sau đó các bạn đâm vô cái mũi mà mình hồi nãy mình lên một bính này nè. Phía dưới đây. Các bạn sẽ nẹp vô kế tiếp nha. Là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hàng này. Là bây giờ 2 mũi đơn nè. Thì mình đâm vô ngay chỗ cái chân mà mình lên mũi bính á. 1 mũi đơn nè. Chân kế tiếp nè. 2 mũi đơn nè. Đó, 2 mũi đơn. Kế tiếp là 2 mũi nửa kép. 1 nè. 2 nè. Đó, kế tiếp là 2 mũi kép. 1 2. Các bạn móc cẩn thận cái sợi kẽm nó bị chạy ra, các bạn rút xuống cho nó dư ra một đoạn đi. 2 mũi kép. Tiếp theo là 8 mũi kép đôi. 8 mũi kép đôi.
Rồi bây giờ mình sẽ gút cái sợi này lên ngược lại lên. Các bạn gút, các bạn đo canh chính giữa, các bạn bóp lại góc cho mình. Đây, bóp góc lại như thế này cho mình là nó không có bị trượt nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi kép đơn. Một nè. Hai mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Như thế này. Rồi ngay hai cái mũi giữa này, các bạn móc vô cái mũi đó. À, kế tiếp cho mình một mũi đơn nè. Là cái chỗ mình nói là một mũi đơn là chữ X nè, các bạn lên cho mình ba mũi bính. Các bạn móc một mũi trượt dưới hai cái cạnh của cái phần phía dưới này, đâm qua kéo qua nè. Như thế này. Sau đó qua cái chân phía kế bên móc một mũi đơn nữa cho mình. Đó. Như vậy là mình đã xong được cái cụm trong ngoặc này. Bây giờ tiếp tục là hai mũi nửa kép. Quấn vòng xuống cái chân kế tiếp móc một mũi nửa kép nè. Hai mũi nửa kép nè. Tiếp tục là hai mũi kép đơn. Sau đó là 8 mũi kép đôi. Mũi kép đôi. Kế tiếp là hai mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Và cuối cùng là hai mũi đơn. Ngay phía này mình còn hai chân nữa nha. Một nè, phía chân bên đây nữa. Hai mũi đơn. Đó, rồi các bạn sẽ quấn cái dây lên phía trên của hai sợi kẽm. Các bạn sẽ lấy cái kim các bạn đâm qua cái mũi đầu tiên của phần phía bên đây. Tại vì cái này mình nẹp cọng kẽm vô nó hơi khó cái mũi cuối à. Đây. Đâm qua đầu tiên mũi bên đây. Các bạn kéo một mũi giờ qua cho mình. Kéo qua lên một bính và các bạn sẽ cắt cái phần sợi này cho mình. Kéo qua. Như vậy là mình đã xong được một cái cánh hoa sen nè. Khi mà xong mình móc xong thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái phần kẽm này nha. Đó. Đây, các bạn thấy không? Cái này thì mình móc nó hơi lỏng tay một chút xíu nha. Cái cánh này mình móc chặt tay nè, các bạn sẽ thấy nó nhỏ hơn chút xíu thấy không? Nhưng mà các bạn nên móc chặt tay như cái cánh đầu tiên mình móc thì cái phần hoa sen nó không có bị hở lỗ á. Còn mình móc lỏng tay nè thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái nó bị lỏng bỏng cái cánh và nó bị hở cái phần phía ánh sáng phía dưới nè, các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn nên móc là móc chặt tay một chút xíu nha. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn xong được cánh hoa đầu tiên. Các bạn móc lặp lại cái cánh hoa nhỏ nhất này cho mình là 5 lần như vậy. 5 cánh hoa nha mọi người. Rồi sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục là 5 cánh hoa vừa kế tiếp. Đây, ở đây mình đã móc xong 5 cánh hoa nhỏ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái cánh hoa thứ cánh hoa lớn vừa nha mọi người. Thế này mình sẽ để qua một bên. Đây, thì ở đây cũng móc như cánh nhỏ thôi. Mình sẽ bắt lên là 22 mũi bính. Cánh nhỏ thì là 19 mũi bính. Cánh vừa này là mà 22 mũi bính.
22 mũi bính nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào cái hàng thứ nhất của nó là 3 mũi đơn, bỏ một chân nè, móc chân kế tiếp là một mũi đơn nè. 2 nè. 3 mũi đơn, sau đó là 2 mũi nửa kép. Tiếp là 2 mũi kép. Kế là 9 mũi kép đôi. Đây mình đã móc xong 9 mũi kép đôi nè. Kế tiếp là 2 mũi kép đơn và 2 mũi nửa kép. Và ngay cái mũi cuối cùng này các bạn móc cho mình 3 mũi nửa kép chung chân. Rồi, quay ngược lại các bạn sẽ móc cái mũi đối xứng của phía bên đây qua bên đây cho mình. Là 2 mũi nửa kép nè. Vừa móc vừa kẹp các phần sợi vô luôn nha. 2 mũi kép đơn. Kế tiếp là 9 mũi kép đôi. Đây. Rồi kế tiếp là 2 mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Sau cùng là 3 mũi đơn. Rồi hết hàng, các bạn sẽ móc một mũi trượt phía bên cái đầu hàng bên đây. Kết thúc cái hàng thứ nhất. Tiếp tục lên cái hàng thứ hai thì các bạn cũng lấy phần kẽm, nhưng ở đây cái kẽm này mình sẽ cắt dài hơn cái cọng kẽm hồi nãy một chút xíu. Đó. Rồi các bạn bẻ làm đôi lại như thế này cho mình. Rồi, các bạn để gọng kẽm lên phía dưới và chính giữa của cái sợi cái kim móc và cái sợi len nè, sợi len phía dưới là cái kim móc phía trên nè. Lên cho mình một mũi bính, sau đó móc vô chân lên bính một mũi đơn luôn. Cách mà các bạn nẹp kẽm dễ nhất là các bạn để ngay cái đầu nhọn này, các bạn nẹp thì nó sẽ không có bị chạy ra kẽm, không có giục kẽm nha. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn, có nghĩa là mũi này là mũi thứ nhất nè, tiếp tục một mũi nữa là 2 mũi đơn nè. 2 mũi đơn. 2 mũi nửa kép, 2 mũi kép. 2 mũi nửa kép nè. 2 mũi kép. Tiếp theo là 11 mũi kép đôi. Một nè.
2 nè. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 2 mũi kép đơn. 2 mũi nửa kép. Rồi, bây giờ là như vậy là các bạn tuốt xuống được rồi nè, ngay góc à. Các bạn sẽ móc qua cái mũi kế tiếp 1 mũi đơn cho mình. Lên 3 mũi bính. Các bạn luồn sợi qua các bạn trượt mũi cho mình. Qua cái mũi kế tiếp móc 1 mũi đơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nẹp phía bên đây, mình kéo cái sợi kẽm lại. Thì bây giờ nó ngay góc rồi nè. Các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình là 2 mũi nửa kép. 1 nè. 2 nè. 2 mũi kép đơn. Kế tiếp là 11 mũi kép đôi. Nó sẽ đối xứng với cái phần bên kia mình đã móc rồi. Này, mình đã xong được 11 mũi kép đơn, 11 mũi kép đôi chứ. Xong các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn. Kéo cái kẽm xuống phía dưới cho nó dễ móc rồi. Đó. Rồi tiếp tục là 2 mũi nửa kép. Rồi 2 mũi cuối cùng là 2 mũi đơn. Đó, rồi kéo quắt cái sợi lên hai cộng kẽm. Các bạn sẽ đâm vô cái mũi đầu tiên phía bên đây để mình móc một mũi giờ và kết thúc cái hàng thứ hai này và cái cánh hoa lớn nè. Đó, cắt cái phần sợi nè. Kéo lại. Rồi giờ mình sẽ chỉnh cái phần cộng kẽm nè. Cái phần này là sợi thừa phía sau nè, mình sẽ cắt nè, tại vì cái phần kia mình đã giấu rồi. Này, mình sẽ ra được một cái cánh hoa sen như thế này nữa. Đây, các bạn sẽ so sánh giữa hai cái cánh hoa nè, nó sẽ chênh lệch kích thước nha. Cái cánh này là cánh nhỏ nhất và cánh này là cánh cánh vừa. Bây giờ mình sẽ móc thêm 4 cánh vừa như vậy nữa và mình bắt đầu chuyển sang cánh lớn để hướng dẫn các bạn móc cái phần cánh lớn. Thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà mình sẽ thay đổi số lượng số bính, dãy bính ở phía chính giữa này lên để cho cánh lớn ra. Rồi các bạn sẽ móc cho mình thêm 4 cánh vừa này nữa nha.
Đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái cánh thứ cánh lớn nhất nha mọi người. Các bạn sẽ móc lên cho mình 5 cánh như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ móc là 24 mũi bính. Hồi nãy cánh vừa này là 22, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cánh lớn nhất là 24 mũi bính. Hem 4 bánh. Rồi các bạn sẽ móc bỏ một chân, móc chân kế tiếp cho mình là 3 một mũi đơn nè. 2 mũi đơn, 3 mũi đơn liên tiếp á. Tiếp tục là 2 mũi nửa kép. Hai mũi kép đơn. Và sau đó là 11 mũi kép đôi. Mười một mũi kép đôi. Tiếp tục là hai mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Và cái mũi cuối cùng. Ở đây các bạn sẽ móc 3 mũi nửa kép vô một chân cho mình. Ba. Rồi, các bạn sẽ móc đối xứng phía bên đây qua phía bên còn lại cho mình nha. Hai mũi nửa kép nè. Hai mũi kép đơn. Mười một mũi kép đôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là mũi kép đơn 2 mũi. Mũi nửa kép 2 mũi. Sau đó là 3 mũi đơn cuối cùng. Kết thúc hàng đầu tiên của cái cánh lớn nhất. Các bạn sẽ móc một mũi trượt phía bên mũi còn lại cho mình như thế này. Rồi bây giờ cái cọng kẽm các bạn chuẩn bị cho mình, các bạn cũng bóp cái cọng kẽm lại làm đôi cho mình. Rồi các bạn bắt đầu móc chèn vào trong đây để cho cái cọng kẽm nằm giữa sợi len và cái kim móc. Để ngay góc nhọn này các bạn dễ móc hơn nè, lên một bính lỏng tay thôi. Rồi cái mũi đầu tiên ngay chỗ chân lên bính luôn, móc một mũi đơn. Qua mũi thứ hai móc một mũi đơn nữa, tổng cộng ở đây hai mũi đơn.
Kế tiếp là 2 mũi nửa kép nè. 2 mũi kép nè. Sau đó là 13 mũi kép đôi. Mười ba mũi, sau đó là 2 mũi kép đơn, 2 mũi nửa kép, rồi ở đây các bạn sẽ kéo thẳng lên ngay góc nè, móc một mũi đơn vô cái mũi kế tiếp và 3 mũi bính, sau đó là 1 mũi giờ, 1 mũi chượt á, như thế này. Móc mũi kế tiếp một mũi đơn. Đó, là cái này nó ngay cái đỉnh nhọn nè, các bạn kéo ra thẳng cái sợi xuống ngay góc nhọn. Rồi các bạn sẽ bắt đầu bóp cái phần kẽm bên đây lại. Để mình móc nép theo nó. 2 mũi nửa kép nè. 2 mũi kép đơn. Mười ba mũi kép đôi. Mười ba mũi. Kế tiếp là 2 mũi kép đơn nè. 2 mũi nửa kép. Tiếp tục là còn hai chân này là 2 mũi đơn nè. Các bạn vẫn nẹp cái phần kẽm nó luôn nha. 아. Rồi các bạn kéo cái sợi này lên phía trên gọng kẽm. Đâm vô cái mũi cuối cùng cái đầu hàng của bên đây nè. Các bạn kéo phần sợi qua. Rồi lên một bính kéo sợi qua cắt sợi. Như vậy là mình đã xong được cái cánh lớn nhất rồi nè. Đây.
cánh sen lớn nhất. Đây là ba cỡ cánh sen nha. Cái cánh nhỏ nhất, vừa và lớn. Các bạn móc mỗi cánh như vậy là 5 cái cánh cho mình để mình ghép thành một cái bông sen nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái video thứ nhất của cái phần móc cánh sen, cánh và sen ở đây nha mọi người.